Đoàn Nghị ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá mang thương hiệu của Nhật Bản. Đó là một mẫu xe Toyota. Toyota Vios, đó là một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay hỏng vặt, mang nước sơn màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe. Biển kiểm soát 90A biển Hà Nam 069747 đây. Hiện tại chiếc Toyota Vios đang có tại cửa hàng bên em. Bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bạn nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn khối động cơ 1.5. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios đấy, sơn xi thì màu bạc xịn sò, la răng đúc 4 bánh, lốp dép thì khá là dày dặn luôn. Một mẫu xe bản sedan hai đầu đấy, một mẫu xe đấy, thương hiệu của Nhật Bản. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc của nó rất là dễ thay thế, không hay hỏng vặt. Sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ ok rồi. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng bác nhá. Tay lắm mở cửa ốp inox mạ chrome này. Đấy, ốp inox mạ chrome rồi các bác nhá. Đấy, nội thất này, ghế ra sạch sẽ đẹp đẽ luôn các bác nhá. Ghế ra sạch sẽ đẹp đẽ hai màu. Vâng. Một mẫu xe Toyota phải nói là rất là đẹp luôn. Chân của nó là trần 3D chống nóng các bác này. Vâng, trần 3D chống nóng rất là ok các bác nhá. Trần 3D chống nóng bệ bậc lên xuống này. Đấy, tất cả hốc bản này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Hốc bản này này. Một mẫu xe Toyota. Toyota là một mẫu xe quốc dân. Đấy, cột kèo đầu đít zin. Đấy, cột kèo đầu đít zin các bác nhá. Máy số ngon, gầm bệ chắc, côn số ngọt. Vâng. Giá tiền chỉ có 215 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota là một mẫu xe quốc dân. Đấy, máy móc của nó rất là ổn định. Đấy, không hay hỏng vặt các bác nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua về chạy gia đình hoặc là chạy dịch vụ đều ok các bác nhé. Tất cả hệ thống khung cánh cửa đây. Đấy, khung cánh cửa keo chỉ các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Hệ thống quả lốp của đằng sau bên phụ các bác nhé. Đó, lốp dép rất là ok luôn. Hệ thống cột giảm sóc này. Đấy, la răng đúc 4 bánh nha. Còn đây là phần hệ thống táp ly của cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác nhé. Đấy, các bác xem táp ly của nó rất là đẹp luôn. Đấy, vẫn còn gai sần các bác này. Đấy, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá mang thương hiệu Nhật Bản, mang phiên bản số sàn khối động cơ 1.5, hiện đang có tại cửa hàng bên em. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này đấy, cứ alo cho em các bác nhá. Đấy, tất cả hệ thống cột kèo đấy, cột kèo nguyên zin nguyên bản luôn các bác nhá. Đấy, cột kèo nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Đấy, một mẫu xe phải nói rất là đẹp luôn. Đấy, máy chất gầm chắc, côn số ngọt. Đấy, máy số ngon. Đấy, điều hòa mát, sơn xi màu bạc xịn sò, nguyên bản theo xe, sạch sẽ đẹp đẽ. Tất cả hệ thống khung cánh cửa này, đó, không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá. Đấy, tất cả hệ thống keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ zin luôn. Vâng. Đấy, một mẫu xe Toyota, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá, tích hợp xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện. Vâng, gương kính chỉnh điện và cột xe. Đăng kiểm thì còn đến tháng 7 năm 2022. Vâng, giá tiền thì chỉ có 215 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá này. Đấy. Hệ thống quả lốp của đằng trước bên phụ các bác nhé. Đó, lốp dép của nó này. Đấy, lốp dép thì khe mũi còn khá là dày dặn luôn. Phần hệ thống cột giảm sóc này. Đấy, tất cả hệ thống cua lốp các bác nhá. Đấy, cua lốp các bác nhá. Đó, la răng đúc 4 bánh, la răng đa chấu các bác nhá, la răng đa chấu. Sơn xi thì màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe. Tên tư nhân mà biển Hà Lam. Vâng, biển Hà Lam và Phủ Lý các bác nhá. Hệ thống đèn pha này. Đấy, đèn pha vẫn còn nguyên bản theo xe các bác nhá. Đèn pha, đèn gầm đầy đủ luôn. Đấy, đèn pha, đèn gầm đầy đủ luôn. Hệ thống quả lốp của đằng trước bên lái các bác này. Đó, lốp dép rất là ok, cột giảm sóc này. Lốp dép rất là ok, rất là dày dặn luôn. Vâng.
một mẫu xe Toyota, vâng, một mẫu xe Prius, trang bị la răng đúc 4 bánh. Đấy, một mẫu xe đấy, phanh đĩa bốn mặt, phanh đĩa đằng trước đó nhá, phanh đĩa bánh đằng trước, đằng sau là phanh la tăng trống, xi nhan báo rẽ trên gương. Đấy, một mẫu xe bản Nimo, lưng phun đồ luôn, lưng phun kịch các bác nhá, phun kịch đồ luôn. Đấy, nội thất rất đẹp luôn, tươi rói các bác nhá, nội thất tươi rói, vô lăng ba chấu. Đấy, trang bị màn hình cam lùi đầy đủ, hệ thống táp đi của cánh cửa của đằng trước bên lái các bác này. Đấy, bản tổng của gương kính chỉnh điện và cột xe. Đấy, gương kính chỉnh điện cột xe các bác nhá, hệ thống keo chỉ của xe, keo chỉ xin luôn. Đấy, tất cả khung cánh cửa này không hề có một chút mục mọt nào có nhá. Một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn, xe rất là cứng xe các bác nhá, tất cả ốc gác bản đề. Rồi, 300 chưa hề động đến calibrate, theo mát cho người sản xuất 2011. Đấy, 2011 xe cột kèo đầu đít zin luôn. Đấy, cột kèo đầu đít zin, máy số ngon, gầm bệ chắc, bốn số ngon, động cơ 1.5. vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe đấy tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số mà chở được 5 người. Đấy. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá này, cứ alo cho em. Phần táp ly cánh cửa này vẫn còn gai sần rất là đẹp các bác nhá. Còn gai sần rất là đẹp luôn. Đấy, tất cả khung cánh cửa này. Đấy, khung cánh cửa các bác nhá, không hề có một chút mục mòn nào luôn. Keo chỉ zin đều tơ tắp này, keo chỉ zin đều tơ tắp luôn các bác nhá, mẹ bật lên xuống này. Đấy, lốp dép này, và lốp đằng sau bên bên lái các bác nhá. Đó, lốp dép này thụt giảm sóc này. Đó, lốp dép rất là dày dặn luôn. Đấy, phần hệ thống này, cột kèo của xe này. Đấy, cột kèo zin các bác nhá, cột kèo zin luôn. Đấy, cột kèo zin. Đấy, một mẫu xe quốc dân mang thương hiệu Nhật Bản, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.5. Đấy, với giá tiền chỉ có 215 triệu đồng. Hệ thống cốp sau xe các bác này, bản sedan hai đầu thì cốp của nó khá là rộng rãi các bác nhá, rất là rộng rãi luôn. Đấy, đinh tán giằng giật máng nước này. Đó, hai bên các bác nhá. Đấy, hệ thống tổng quan của lắp cốp này. Đấy, tất cả các lỗ này. Đấy, không hề có hiện tượng mó méo các bác nhá. Đấy. Ốc gác lắp cốp này. Đấy, nhãn hiệu của Toyota này. Cốp zin đó nhá, cốp zin luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn, mẫu xe lồi đồng cuối đá các bác nhá. Hệ thống quả lốp sô cua. Đấy, quả lốp sô cua các bác nhá. Phần sàn xe này. Đấy, sàn của xe các bác nhá. Đấy, sàn hai bên các bác này. Đấy, rất là đẹp các bác nhá, không hề có hiện tượng mục mọt luôn. Đấy, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của xe cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống gầm của xe này. Đấy, gầm bệ của nó rất là chắc chắn các bác nhá. Đấy, gầm bệ rất là chắc chắn luôn, không hề mục mọt này. Máy chất gầm chắc côn số ngọt, hệ thống đèn đóm này, đèn gợ, đèn phanh các bác nhá. Đèn phanh của nó đã được ốp inox mạ chrome, sơn xi thì màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống bô lăng của xe các bác này, bô lăng ba chấu các bác nhé, khá là đẹp luôn. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác này. Đấy, máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay các bác nhé. Đấy, dòng này thì máy móc của nó rất là ổn định luôn. Đấy, rất là ổn định các bác nhá, không hay ổng vặt, phun nước và gạt mưa, ok luôn. Đấy, xi nhan báo rẽ, màn hình đầy đủ luôn các bác nhá, màn hình đầy đủ luôn. Đó, điều hòa rất là mát này, quạt số này, đấy các bác xem con quạt số này, quạt số rất là đẹp các bác nhá. Khoanh tay các bác này, hệ thống bệ tì tay này. Đấy, hệ thống dàn chắn này, chắn nắng hai bên đầy đủ luôn. Đó, gương chiếu hậu này,
cửa đóng phập phập các bác nhé. Còn táp lô của xe. Rồi, táp lô của xe này rất là đẹp luôn. Gương chỉnh điện các bác nhé, gương chỉnh điện này. Đó, hoạt động rất là trơn tru. Mẫu xe Quốc Dân, mẫu xe lồi đồng với đá, sản xuất 2011. Giá tiền thì chỉ có 215 triệu đồng thôi. 215 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe đấy, Quốc Dân, mẫu xe lồi đồng với đá, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo cho em. Sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan động cơ khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan động cơ khoang máy của chiếc Toyota Vios sản xuất 2011 bản Nimo, lưng kịch đồ các bác nhé, lưng full đồ luôn. Đấy, tất cả hệ thống tinh tán này. Đấy, tinh tán hệ thống hộ giảm sóc này. Đấy, nguyên bản các bác nhé. Đấy, máy lổ giò tan luôn, tất cả xà gánh này. Đấy, đầu vít zin các bác nhé, đầu vít zin. Đấy, máy con gầm bệ chắc con số con. Vâng, giá tiền thì rất là rẻ luôn, chỉ có 215 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, hệ thống tổng quan của lắp capo này. Đấy, tem mác chẳng phải sản xuất các bác nhé. Đấy, nhãn hiệu của Toyota này, keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ của nó vẫn còn zin luôn các bác nhé. Đấy, keo chỉ zin luôn. Đấy, capo này, capo zin này. Đấy, tổng quan của lắp capo này. Đấy, tất cả hệ thống tinh tán này. Đấy, tinh tán đang giật các bác nhé, nguyên bản luôn. Phần phụ giảm sóc này. Đấy, một mẫu xe Toyota, mẫu xe lồi đồng quý giá các bác nhé. Đấy, máy đang nổ này, máy nổ giòn tan luôn. Đấy, tiếng máy nổ rất là thì thầm các bác nhé, máy nổ rất là thì thầm luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, tất cả chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường luôn. Đấy, một mẫu xe Quốc Dân, mẫu xe lồi đồng với đá mang thương hiệu Nhật Bản. Máy móc này, máy thì rất là chất các bác nhé, không hề có hiện tượng gì dầu này. Đấy, không hề gì dầu các bác nhé. Đấy, động cơ 1.5, vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của xe này tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số các bác nhé, chỉ có 6 lít xăng trên 100 cây số thôi. Dạ vâng, em nghĩ ô tô cũ Hải Phòng, em vừa quay tổng hợp một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2011 mang phiên bản số sàn với động cơ 1.5. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.